Cái tuổi 20 mình phải làm những gì? Tuổi 20 tuổi không bằng tuổi, tuổi không bằng tuổi nhau á. Làm đi. Ok, làm đi. Ok. À, ý là làm những gì mà bạn sợ nhất, làm đi. Ok. Nghĩ sao về tuổi 20 đi? Tuổi 20 là một cái khoảng thời gian khó khăn bảy lần. Nhưng mà nếu mà tuổi 20 á, vượt qua được tuổi 20 thì lại sẽ đến với tuổi 21. Yeah. Tuổi 20 bấp bênh là lúc bên bạn chẳng có gì trong tay, sự nghiệp không có, cảm không ổn định. Và tuổi 20 là thời điểm cho sự bắt đầu của mình. Khoảng thời gian bây giờ là một khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình. À mà thôi mà quên nó đi. Mình nghĩ mình nên làm một thứ gì đó mới hơn và tốt hơn, cùng những người bạn mới. Đó là tuổi 20 của mình đó. Làm đi.